đi trở về rồi. Mẹ mua cho mình cái gì đấy nhỉ? Con cảm ơn mẹ. Wow, là đĩa giấy trang trí nè. Có hình vẽ trang trí, một cái đĩa giấy màu cam và có cả băng keo hai mặt nữa. Từng hình vẽ trang trí đã được cắt sẵn hết rồi, mình chỉ cần bóc tách rồi đó thôi. Mình đã tách được một hình vẽ gấu trúc rồi nè. Ta-da! Có hình mẫu ở đây, mình sẽ dán trang trí theo nhá. Lấy băng keo hai mặt, dán vào mặt sau ở từng hình vẽ trang trí nè. Xong rồi thì dán lên mặt đĩa, mình nhìn theo hình mẫu để dán đúng nhá. Đây đây, xoay lại như này là đúng rồi nè. Tiếp theo mình sẽ dán cây trúc vòng bên cạnh chiếc đĩa này. Dán thêm một cây trúc bên cạnh nữa. Đám mây cute thì ở phía đối diện cây trúc, còn mặt trời thì ở trên đỉnh chiếc đĩa. Gấu mẹ đang ngồi ăn trúc nè. Còn một bé gấu trúc con nữa ngồi bên cạnh gấu mẹ. Vậy là đĩa trang trí gấu trúc của mình đã hoàn thành rồi. Wow, đẹp thật. Đây là cái đĩa đẹp nhất trước giờ mình từng thấy luôn đây. Các bạn cũng thấy đẹp thì hãy like cho video này của mình nha.